Bắc đàn chủ, người đó đã thả Trung Mẫn Ngôn và Nhược Ngọc rồi ạ. Sao muội lại biến thành bộ dạng này? Ai cho muội biến thành như thế này hả? Đồng ca ca, huynh nói dù ta có thế nào, huynh đều thích mà. Đây chính là hình dáng nguyên bản của ta mà. Đồng ca ca xem, ta thế này cũng rất đẹp mà. Ta muốn là Linh Lung, người đưa Linh Lung của ta đi đâu rồi hả? Ta chỉ là không muốn bề ngoài của ta giống người khác nữa. Nguyên thần của Linh Lung ta đã trả về rồi. Người dám lấy trộm chôn dẫn hồn của ta? Ta chỉ là muốn biến lại thành ta thôi. Ta chỉ muốn huynh thích bề ngoài vốn có của ta thôi. Đồng ca ca, huynh đừng nhớ tới nữ nhân đó nữa. Mặc dù bề ngoài của ta đã thay đổi, nhưng mà ta vẫn là ta mà. Người dám đụng tới nguyên thần của Linh Lung, còn thả hai tên đó đi. Ta thấy ngươi chán sống rồi. Huynh dám đánh ta? Là ta làm đấy thì sao nào? Có bản lĩnh thì giết ta luôn đi. Huynh, sao huynh vẫn không vui vậy? Trước đây không phải là thế này sao? Huynh từng nói, nếu như huynh có chuyện gì không vui, ta hung dữ với huynh, đánh huynh, mắng chửi huynh, huynh sẽ vui lên. Ta đúng là từng nói, Linh Lung có thể đánh ta, nhưng ngươi thì không thể. Ngươi đã không còn là Linh Lung nữa. Ta giữ ngươi lại còn có tác dụng gì chứ? Đồng ca ca, chữ Linh Lung, muội là của ta, ta nhất định sẽ giành được muội về. Báo, khởi bẩm Bắc đàn chủ, hóa thiên trong bảo khố và phi long ấn không thấy đâu nữa. Phi long ấn không thấy nữa. Bọn người phái Thiếu Dương không biết phi long ấn ở chỗ ta, chắc chắn không phải là Trung Mẫn Ngôn lấy trộm. Vậy thì là ai đây? Không ổn. Bắc đàn chủ của ta vội vàng đi đâu vậy? Không phải ngươi để ta tự mình tới lấy phi long ấn sao? Ta tới rồi đây. Hạo Thần à, con vừa mới xuất quan, đáng nhẽ nên nghỉ ngơi, không cần vội vàng tới đây chào hỏi đâu. Sắp đến Châm Hoa đại hội, đệ tử không dám chậm trễ, không biết trưởng môn sư thúc đã tìm thấy manh mối ở gần Bất Chu Sơn chưa? Linh thú của ta là Hồng Loan ở gần Bất Chu Sơn, đã tìm kiếm nhiều chỗ, cuối cùng tìm được cái này. Quả nhiên là mảnh vỡ của roi đánh yêu ma, đúng là rơi ra lúc con và yêu quái đó giao đấu. Ý của con là lúc roi đánh yêu ma bị vỡ, đệ tử đều ở xung quanh đó. Trên đài thì chỉ có trưởng môn, trưởng lão của bốn phái, cho nên những mảnh của roi đánh yêu ma này nếu có rơi cũng chỉ có thể rơi trên người những người này. Cho nên yêu ma giao đấu với con ở trong số các trưởng môn, trưởng lão bốn phái, cũng chính là nói gian tế của Thiên Khư Đường ở ngay cạnh chúng ta. Vậy nên có cách gì mới có thể tóm được tên gian tế này? Trưởng môn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ nghĩ ra cách. Báo cáo trưởng môn, toàn cơ về rồi, còn dẫn theo Trung Mẫn Ngôn.
Lục sư huynh yên tâm, muội đã phái đằng xà đi tìm tung tích của Nhược Ngọc ở Bất Chu Sơn. Còn về cha, có hiểu lầm gì huynh cứ nói rõ với ông ấy, muội và Tư Phượng sẽ giúp huynh. Toàn cơ. Con dẫn nó về làm gì? Cha. Sư phụ. Ta không có tên nghịch đổ như ngươi. Hôm nay ta sẽ phải thanh lý môn hộ cho Thiếu Dương. Cha. Lục sư huynh có nỗi khổ. Trong cơ thể Linh Lung chỉ có một nửa nguyên thần. Lục sư huynh vì lừa lấy sự tin tưởng của yêu ma, để lấy về nửa nguyên thần còn lại của Linh Lung, mới ở lại Thiên Khư Đường. Cha, huynh ấy không phản bội Thiếu Dương. Con nói gì? Sư phụ. Đổ Nhi tự biết đã phạm lỗi lớn, không thể tha thứ. Sư phụ muốn xử lý thế nào, Đổ Nhi cũng sẽ không oán thán một lời. Nhưng bất kể thế nào, xin sư phụ cứu Linh Lung trước đi. Trừ trưởng môn, những lời Toàn Cơ nói tuyệt đối không phải vì bao che cho Mẫn Ngôn, mà mỗi câu đều là sự thật. Bây giờ nguyên thần của Linh Lung đã rời cơ thể quá lâu, nếu còn không khôi phục, sợ là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Xin trừ trưởng môn cứu Linh Lung trước mới là quan trọng. Trưởng môn. Không, ta là Linh Lung. Linh Lung, tỷ tỉnh rồi. Không sao rồi, không sao rồi. Tỷ nhìn muội đi, nhìn muội đi. Cha. Hồng cô cô. Ta thật sự quay lại rồi sao? Thật sự quay lại rồi sao? Muội là Toàn Cơ, đây là Thiếu Dương. Tỷ quay lại rồi. Sau này muội sẽ không để bất cứ ai bắt nạt tỷ nữa. Toàn Cơ, sau này muội chăm sóc tỷ, tỷ làm muội muội, muội làm tỷ tỷ, được không? Ta quay về rồi. Tỷ quay về rồi. Con à. Cha. Cha, được rồi, quay lại là tốt rồi, quay lại là tốt rồi. Con ngoan, con ngoan. Toàn Cơ, Tiểu Lục Tử đâu? Sao huynh ấy không ở đây? Lục sư huynh đi làm đồ ăn ngon cho tỷ rồi, chút nữa sẽ quay lại. Đúng đúng. Linh Lung, nguyên thần của con vừa quay về, nhất định là sẽ có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi sớm đi. Đúng vậy, con cứ nghỉ ngơi đi nhé. Ngẩng đầu lên. Mẫn Ngôn vô dụng, không thể hoàn thành ủy thác của sư phụ lấy khóa thiêng về, còn hại nhị sư huynh. Mẫn Ngôn không còn mặt mũi gặp sư phụ, con nói gì? Ta giao cho con việc đó bao giờ? Sư phụ, lẽ nào không phải người bảo con trà trộn vào Thiên Khư Đường, tìm cơ hội đoạt về nguyên thần của Linh Lung và khóa thiêng sao? Đúng là ăn nói vớ vẩn. Chuyện đến nước này con còn dám rảo biện, muốn thoát tội sao? Không thể nào. Không thể nào. Sư phụ, ngày đó rõ ràng sư phụ đã đến tận nơi hạ lệnh. Mẫn Ngôn, đệ hãy nói rõ ràng chuyện đã trải qua, đừng bỏ sót điểm nào. Vâng. Ngày đó đệ tử rời khỏi Phù Ngọc Đảo, đi đến Bất Chu Sơn. Buổi tối khi dừng chân ở trấn Thanh Mộc, sư phụ đã đột nhiên xuất hiện, bảo đệ tử trà trộn vào Thiên Khư Đường làm gian tế, tìm cơ hội đoạt về nguyên thần của Linh Lung và khóa thiêng. Còn thật sự bằng lòng không tiếc mọi giá đi cứu Linh Lung sao? Tốt, vi sư không nhìn nhầm con. Nhưng không chỉ là vì cứu tính mạng Linh Lung, vi sư còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn cần giao cho con. Ta muốn con tìm cơ hội trà trộn vào Thiên Khư Đường, tìm cơ hội lấy về khóa thiêng.
đệ tử ngu dốt, việc này nên làm thế nào? Lần này con đến Thiên Khư Đường giả vờ quy thuận, đồng ý làm nô lệ cho chúng. Chỉ có như vậy, con mới có thể có cơ hội ở lại Thiên Khư Đường tìm thấy khóa thiên. Vi sư cho phép con trong thời khắc quan trọng có thể hy sinh chính đạo, thậm chí hy sinh đồng môn. Sư phụ, người hãy nói cho con biết, người con gặp hôm đó đúng là sư phụ đúng không? Không, người con gặp không phải vi sư. Ta cũng chưa từng hạ lệnh cho con như vậy. Đêm ở trấn Thanh Mộc, trưởng môn sư huynh vẫn luôn cùng chúng ta đi tìm tung tích của các con. Sao có thể một mình đến tìm con được? Mẫn Ngôn, con hồ đồ quá. Không thể nào. Không thể nào. Sao lại như vậy? Sao lại biến thành như vậy chứ? Sư phụ, sư phụ có phải vẫn đang thử thách con không? Có phải người đang giận con vì con không lấy được khóa thiêng về? Hay là người còn nhiệm vụ khác muốn âm thầm giao cho con? Sư phụ, người hãy nói cho con biết, những lời vừa rồi không phải sự thật. Sư phụ, ở trên phủ Ngọc Đảo, địa lang của Thiên Khư Đường từng giả mạo trụ thạch trưởng môn che giấu tất cả mọi người, đến toàn cơ trước giờ có thể gửi ra yêu khí cũng không phát giác ra được. Hay là hôm đó Mẫn Ngôn nhìn thấy trưởng môn sư thúc là do địa lang đóng giả? Con đã làm gì? Con đã làm gì thế này? Con lại đi tin lời ma quỷ của yêu ma. Con lại đi tin lời của yêu ma. Là đệ tử ngu xuẩn. Là đệ tử ngu xuẩn nên mới mắc bẫy của yêu ma. Là đệ tử quá ngu xuẩn. Đệ tử quá ngu xuẩn. Là do đệ tử Mẫn Ngôn. Con hãy bình tĩnh lại. Mẫn Ngôn, đệ nói con yêu ma đó lừa đệ ở Thiên Khư Đường để lấy khóa thiêng. Vậy khóa thiêng đâu? Khóa thiêng vốn là đệ tử cũng đã lấy lại được, nhưng đám yêu ma đó lại truy đuổi không ngừng. Nhược Ngọc vị yểm hộ cho đệ tử. Nhược Ngọc là Nhược Ngọc của Ly Trạch Cung sao? Nhược Ngọc rơi xuống vách núi, hiện giờ khóa thiêng e là đã rơi vào tay đám yêu ma rồi. Lúc thì nói là đã lấy được khóa thiêng, lúc lại nói Nhược Ngọc rơi xuống vách núi, đều là những lời từ miệng ngươi nói ra, lấy gì để làm chứng? Trưởng môn sư huynh, Mẫn Ngôn là chúng ta đã nhìn nó lớn lên từ nhỏ. Muội không tin cậu ấy sẽ phản bội Thiếu Dương, chỉ e là thực sự đã rơi vào bẫy của yêu ma rồi. Cho dù là đúng như lời ngươi nói, ở lại Thiên Khư Đường bị yêu ma đóng giả lừa gạt, nhưng Mẫn Giác thì sao? Người huynh đệ từ nhỏ lớn lên cùng ngươi tu luyện, ngươi lại có thể ra tay tàn độc như vậy? Nhị sư huynh, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Phần đại lễ nhị sư huynh ngươi là do chính tay mỹ nhân Linh Lung chuẩn bị đấy. Sư phụ, Mẫn Ngôn tội không thể tha. Người hãy giết con đi. Ngươi tưởng rằng ngươi chết thì sẽ trốn tránh được hết tội danh sao? Trưởng môn sư huynh, Mẫn Ngôn đúng là đã phạm phải lỗi lớn, nhưng dù sao cậu ấy cũng đã cứu Linh Lung. Tội danh giết hại sư huynh, Thiếu Dương ta quyết không thứ tội. Tạm thời nhốt tên nghiệp chướng này ở đây, sau đó mở cuộc họp Thiếu Dương xét xử công khai Trung Mẫn Ngôn. Nhiệm vụ lần này làm tốt lắm. Có câu nói nuôi quân 3 năm dùng quân 1 sở. Ta đã nuôi ngươi lâu như vậy, chuyện ngươi làm mất mặt nạ cũng đã dìm xuống giúp ngươi. Bây giờ cũng đến lúc ngươi giúp lại ta rồi. Chỉ cần phó cung chủ có lệnh, Nhược Ngọc ắt sẽ xông pha, kể cả nơi nước sôi lửa bỏng. Nước sôi lửa bỏng thì không cần. Không phải ngươi cũng có quan hệ với Chử Toàn Cơ sao? Tiếp tục làm bạn với bọn chúng. Đệ tử không hiểu cho lắm. Người hãy ở bên cạnh Chử Toàn Cơ, quan sát động tĩnh của chúng. Có bất kỳ tin gì, lập tức báo cáo cho ta. Vâng. Đường chủ có lệnh,
lệnh cho ngươi và Trung Mẫn Ngôn cùng ở lại bên cạnh Ô Đồng. Ngoài việc lấy được Khóa Thiêng và Phi Long Ấn ra, còn phải nhân cơ hội giết Vũ Tư Phượng. Ngươi nói sao cơ? Giết Vũ Tư Phượng? Tại sao? Chỉ có một cú sốc thật lớn mới có thể dễ dàng kích động sức mạnh chiến thần trong cơ thể Trừ Toàn Cơ. Nhưng Vũ Tư Phượng dù gì cũng là người của Ly Trạch Cung, vì muốn kích động chiến thần, im miệng. Sao nào? Phó Cung Chủ muốn giết, ngươi lại dám có ý kiến gì sao? Đừng quên là bảo ngươi mai phục ở đó là vì muốn tạo mối quan hệ. Không lẽ ngươi thực sự vẫn coi bọn họ là bạn? Không uổng màn kịch ta tạo ra để ngươi cùng với Trung Mẫn Ngôn vào được Bất Chu Sơn, quả nhiên không làm ta thất vọng. Phó Cung Chủ, chuyện người giao cho tại hạ làm, tại hạ cũng đã làm xong rồi. Tại hạ cũng đã lâu chưa được gặp muội muội rồi. Người xem tại hạ có thể... Ngươi đang nói gì vậy? Lần này ngươi đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, tất nhiên là ta phải để ngươi và muội muội ngươi được đoàn tụ rồi. Đa tạ Phó Cung Chủ. Cho ngươi thời gian một tuần nhang. Tuyết Nhi. Ca ca, sao mặt huynh lại bị thương thế? Huynh có đau không? Không sao. Tuyết Nhi, ca ca mua quà cho muội này, đẹp quá. Chiếc vòng tay này là một người bạn tốt của ta chọn cho ta. Nhưng ta ước gì cả đời này hắn không gặp phải người bạn như ca ca. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của Phó Cung Chủ là muội được tự do rồi. Ca ca bỏ ra bất cứ thứ gì cũng xứng đáng. Ta sẽ đưa muội về nhà sớm thôi. Ca ca đưa muội về nhà. Hạo Thần Sư Huynh, trước kia vẫn không có cơ hội, đa tạ huynh ra tay cứu giúp ở Thanh Mộc Trấn, không cần cảm ơn ta. Nếu không phải lo Toàn Cơ gặp nguy hiểm, ta cũng không cứu ngươi. Không biết giờ Mẫn Ngôn sao rồi? Xin sư huynh, cầu xin trưởng môn giúp cho Mẫn Ngôn. Chuyện trong nhà thiếu dương ta, không phiền Vũ thiếu hiệp lo lắng. Ta biết, ta không nên hỏi điều chuyện riêng của thiếu dương phái. Mẫn Ngôn là người bạn vào sinh ra tử với bọn ta. Xin sư huynh khuyên trưởng môn giúp. Để tình Mẫn Ngôn mạo hiểm cái chết mang nguyên thần của Linh Lung về nương tay một chút. Chỉ là huynh ấy quá quan tâm tới tình cảm của Linh Lung nên mới bị yêu quái che mắt. Đúng là Trung Mẫn Ngôn vì tình nên mới mở mắt. Nhưng đây tuyệt đối không phải lý do thoát tội. Chính vì hắn bị tình cảm vây khốn nên mới không nhìn rõ tương lai, càng không rõ được bên cạnh còn có kẻ ủ mưu. Vậy nên nếu có kẻ dám dùng tình cảm để lừa Toàn Cơ, ta nhất định sẽ cho hắn biết tay. Tại sao sư huynh luôn có ý đối đầu với ta như vậy? Chẳng lẽ bây giờ huynh vẫn cảm thấy ta có ý đồ khác với Toàn Cơ sao? Ta không nên nghĩ thế à? Kể từ khi Toàn Cơ xuống núi rèn luyện, ngươi xúi giục muội ấy đi tìm lại các cảm giác, suýt chút nữa thì mắc bẫy của Thiên Cơ Đường. Ngươi đưa muội ấy chạy tới Phù Ngọc Đảo làm trái lời sư phụ, xông vào Bất Chu Sơn, suýt chút nữa khiến muội ấy kẹt trong đó không sống nổi. Ta thật sự không biết ngươi tiếp cận sư muội ta có mục đích gì. Ta nghe nói Hạo Thần sư huynh chuyển tu từ vô tình đạo sang hữu tình đạo, sao bây giờ trông sư huynh lại không tin hai chữ hữu tình vậy? Chẳng phải nực cười à? Ngươi đừng nói mà không suy nghĩ với ta. Ngươi và sư muội ta thân thiết, ta không ngăn được. Nhưng nếu có ngày nào đó để ta phát hiện ngươi có ý khác, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Hạo Thần sư huynh, cấm địa xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Dạo này kết giới của cấm địa càng ngày càng yếu, hôm nay lại bị hỏng một lỗ lớn. Sư phụ hạ lệnh gọi tất cả các trưởng lão tới.
Ta đã nói rồi, ta là bạn của chử toàn cơ, mau cho ta vào đi. Đây là quy định của thiếu dương. Quy định cái gì? Ông đây không thèm phí lời với ngươi, cút hết ra cho ta. Hỏi ngươi chút, nhà ăn của thiếu dương phái các ngươi ở đâu? Rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại xông vào thiếu dương phái? Hỏi ngươi nhà ăn ở đâu mà ngươi rút kiếm ra làm gì? Bị bệnh à? Mau gõ chuông cảnh báo. Bà cô, sao đột nhiên lại xuất hiện vết nứt to như vậy? Pháp lực truyền vào giống như sỏi bỏ xuống biển, không hề có chút tác dụng gì. Lẽ nào đại đạo vô tình quyết đã không còn hiệu quả với kết giới sao? Hằng Dương sư huynh, việc này nên làm thế nào? Ta đã mở cấm địa đại trận, có thể bảo vệ được một chút, nhưng không thể bảo vệ lâu dài. Muốn sau này không cần phải lo lắng, thì phải dựa vào toàn cơ và Hạo Thần mà thôi. Còn thành thân cùng Hạo Thần, hai đứa cùng luyện đại đạo hữu tình quyết, chỉ có cách này mới có thể giữ vững đại trận, bảo vệ cấm địa. Còn thành thân với Hạo Thần sư huynh không thể. Con và Hạo Thần vốn là mối nhân duyên trời định, hai con cùng nhau bắt tay tu luyện đại đạo hữu tình quyết, như vậy có gì không thể? Chuyện này con đã giải thích rõ với cha rồi. Cha, sao thế? Cô phải gả cho sư huynh mình à? Ngươi là ai? Đây là bạn con Đằng Xà. Con người cô kiểu gì thế? Cô quên mất đế quân thì thôi đi, nhưng sao lại bỏ rơi tiểu đầu bếp nấu ăn ngon như thế hả? Sư huynh cô có nấu ăn ngon như hắn không? Hình như ta gặp hắn ở đâu đó rồi. Một người ngoài như ngươi lại dám xông vào cấm địa thiếu dương chúng ta, còn không mau rời đi? Kẻ phàm nhân nhà ngươi lại dám hô to gọi nhỏ với ta, ngươi chán sống rồi à? Cấm địa của các ngươi có gì hay ho hả? Ta còn lâu mới thèm, trừ khi cấm địa có đồ ăn ngon còn tạm được. Nhưng cấm địa của các ngươi có cái quái gì đâu, chỉ có mỗi con rồng một mắt tính khí bạo ngược kia thôi. Nhưng thì con rồng một mắt đó không ngon, ta còn lâu mới thèm. Sao ngươi biết trong cấm địa có trúc long canh giữ? Lẽ nào ngươi là gian tế Thiên Cư Đường phái đến? Cha, hắn không phải Thiên Cư Đường phái đến đâu, hắn là linh thú của con. Linh thú là bạn, cũng là bạn con. Con thu nhận linh thú như thế này từ bao giờ? Có phải cũng giống như Lục Yên Nhiên là linh thú tu thành hình người không? Này cha của bà cô, ông đừng có đặt ta ngang hàng với đám sinh vật hạ đẳng kia nhé. Ông đây là thần xà tu hành ngàn năm đấy, đã được viết vào trong sách thần rồi. Nếu không phải vì nhất thời nhất thế, thì ông đây còn lâu mới làm linh thú. Theo lời cậu, cậu là thiên thần à? Đúng rồi, ông đây chính là Đằng Xà đại nhân độc nhất vô nhị trên thế gian này. Trông cậu trẻ trung chỉ tầm 20 tuổi, đâu giống thiên thần. Toàn cơ, con đừng để tên nhóc này lừa đấy. Ta là đại nhân đấy. Đám phàm nhân các ngươi chẳng có kiến thức gì cả. Các ngươi có biết không, đế quân trên trời còn phải nhờ ta làm việc đấy. Cái cấm địa rách nát của các ngươi ban đầu chính là đế quân phái ta và tứ đại thần thú cùng nhau xuống hạ kết giới đấy. Còn tu luyện cái gì mà hữu tình quyết vô tình quyết chứ? Còn bắt bà cô phải lấy chồng nữa, ta nói các ngươi nghe. Các ngươi có tin ông đây chỉ cần dùng chút thần lực là có thể khôi phục lại nó như ban đầu không? Kết giới cấm địa được thiên giới đặt ra, tên nhóc nhà ngươi dám ăn nói ngông cuồng thì thôi đi, lại còn dám coi là trò đùa. Cha, Đằng Xà thật sự là thiên thần đấy, cha cứ để hắn thử tu sửa kết giới đi, làm bừa. Cấm điện liên quan đến tam giới, đâu phải trò đùa. Toàn cơ, còn không mau đưa linh thú của muội rời đi. Được thôi, đám phản nhân các ngươi coi thường ông đây như vậy, hôm nay ông sẽ cho các ngươi mở mang tầm mắt. Sửa xong rồi thật à?
Nhà đầu thối, ta giải quyết rắc rối giúp ngươi. Ngươi phải bảo tên tiểu tử Vũ Tư Phượng kia làm thêm vài món ngon cảm ơn ta đấy. Được được, đằng xà cảm ơn ngươi, nhất định sẽ cho ngươi ăn đã luôn. Mời trưởng môn xem, quả nhiên hình trong bức vẽ này rất giống hắn. Đừng xem, để ta xem nào. Kỹ năng vẽ kém cỏi, còn chẳng bằng 1/10 vẻ đẹp trai của ta đây. Tham kiến thần quân đại nhân. Cha, mọi người làm gì vậy? Thần quân đại nhân, cả thiếu dương phái ta xin thần quân đại nhân ra tay cứu giúp. Đại thúc à, nói chuyện tử tế đi, đừng dọa người ta được không hả? Thần quân đại nhân không biết rồi, các môn phái tu tiên dưới phàm trần có đại hội châm hoa 4 năm một lần chuẩn bị tổ chức ở điểm Tinh Cốc. Trưởng môn các phái đang phiền não vì chuyện này. Nếu như đám yêu quái của Thiên Khư Đường nhân cơ hội này cướp đoạt khóa thiêng, vậy cấm địa sẽ gặp nguy hiểm mất. Thần quân đại nhân đến thật đúng lúc, xin đại nhân ra tay cứu giúp. Giờ công pháp của Toàn Cơ đã rất xuất sắc, nếu được thần quân giúp đỡ, cùng tới điểm Tinh Cốc chắc chắn có thể bắt hết đám yêu ma. Nói cái gì vậy? Có đánh nhau? Được đánh nhau à? Được, được chứ. Không được. Là thần quân thiên giới, không được nhúng tay vào chuyện của nhân gian, nếu không sẽ bị trời phạt. Đây là luật trời. Chẳng phải sao? Thần quân, sao ngươi lại biết nhiều thế? Không đúng, ta thấy ngươi quen lắm. Có phải ta từng gặp ngươi ở đâu không? Được, ông đây thử ngươi chút. Đăng xa, không được vô lễ với sư huynh ta. Tên sư huynh này của ngươi không được đâu. Kiếp này ngươi tu luyện với hắn, chẳng trách tu vi không ra gì. Sư huynh, muội có cách rồi. Thần quân nhúng tay vào chuyện của nhân gian đúng là phạm vào luật trời. Nhưng giờ đằng xà là linh thú của muội, vậy nếu muội đến điểm Tinh Cốc đối phó với Thiên Khư Đường gặp nguy hiểm, hắn giúp đỡ muội chắc không tính vào vi phạm luật trời đâu nhỉ? Toàn Cơ, tiểu nha đầu thông minh đấy, cứ làm vậy đi. Đi nào, chúng ta đi đánh yêu quái, ăn đồ ăn ngon. Trưởng môn, thần quân đại nhân, nếu đã vậy xin hãy cùng chúng ta tới điểm Tinh Cốc đi. Ta nói ngươi nghe này, ta tìm khắp khu vực quanh Bất Chu Sơn cũng không phát hiện ra thi thể của Nhược Ngọc gì đó, chỉ còn một chiếc áo dính máu thôi. Ta thấy bẩn quá nên không mang về. Sao lại chỉ còn chiếc áo dính máu chứ? Chẳng lẽ Nhược Ngọc bị người của Thiên Khư Đường bắt rồi? Đế quân, rốt cuộc tên đằng xà kia là sao vậy? Chuyện này tiểu tiên đã cho người canh chừng ngày ấy mỗi ngày rồi, cũng không biết đằng xà thần quân hạ phàm kiểu gì nữa. Nhưng mà vẫn may, giờ ngày ấy đã sa sút tới mức bị người ta bắt đi làm thú cưng rồi, cũng coi như tự làm tự chịu thôi. Hắn không làm loạn trên thiên giới, mà lại làm loạn trước mặt ta luôn rồi. Có cách nào bứt thứ phiền phức này đi không? Chuyện này, đằng xà được Toàn Cơ thu làm linh thú, đây đã liên đới đến chuyện của nhân giới rồi, không thể động vào được. Tiểu tiên mà động vào, thiên đế lập tức sẽ cảm nhận được. Thiên đế mà cảm nhận được, chắc chắn sẽ biết ngay ngài ở đây, không động vào được. Thật sự không động được. Ta cần ngươi có ích gì chứ? Đế quân, còn một chuyện nữa. Trước đây ngài từng lệnh cho tiểu tiên phải phong ấn thật chặt mệnh trụ của chiến thần, nhưng mệnh trụ gần đây đã không áp chế được nữa rồi. Sợ rằng chuyện chiến thần thức tỉnh chỉ là sớm muộn thôi. Cái gì? Đế quân thứ tội, gương vạn kiếp bát hoang dù sao cũng là thần khí thiên địa. Nếu nó đã có thể mở được một phần ký ức của chiến thần rồi thì khó mà xoay chuyển được. Tiểu tiên cũng đành bất lực. Nhưng tiểu tiên lại thấy, thực ra có đằng xà ở đấy cũng đâu hẳn là chuyện xấu. Trước đây dùng khí huyết của địa sát kìm hãm yêu ma của Toàn Cơ, hắn chắc cũng đang có ý đồ với chiến thần. Vì vậy có đằng xà ở cạnh cũng thêm phần thắng mà. Ngài nói đúng không? Này yêu ma đã trà trộn vào trong nhóm trưởng lão năm đại phái,
đúng là khó phòng. Thôi, cứ tạm giữ lại thứ phiền phức kia ở cạnh Toàn Cơ, bảo vệ muội ấy đỡ bị yêu ma làm hại. Việc quan trọng bây giờ là trước hết phải lôi được tên yêu ma biết sử dụng khí huyết của địa sắt kia ra. Như vậy ta mới có thể yên tâm. Linh Lung, tỷ tỉnh rồi à? Toàn Cơ, muội mang đến bánh quế hoa tỷ thích ăn nhất đây. Toàn Cơ, Tiểu Lục Tử đâu? Sao huynh ấy không đến tìm ta? Đại hội châm hoa chuẩn bị bắt đầu rồi mà. Cha đã để Lục sư huynh dẫn theo sư đệ sư muội bế quan tu luyện rồi. Toàn Cơ, muội đừng lừa ta. Ta chỉ nhớ huynh ấy đến Thiên Khư Đường cứu ta thôi. Chuyện sau đó ta không nhớ nữa. Có phải huynh ấy xảy ra chuyện gì không? Muội nói đi. Lục sư huynh đã làm sai một số chuyện, phạm vào môn quy, nên bây giờ đang chịu phạt trong nhà lao. Chuyện gì mà phạm phải môn quy? Cha có làm khó huynh ấy không? Không đâu, tỷ yên tâm đi. Tuy cha rất giận, nhưng cũng rất quan tâm huynh ấy, thường để mọi người đến thăm huynh ấy. Không được, ta phải đi tìm huynh ấy. Thứ muội thích ăn nhất không phải bánh gạo nếp, mà là bánh quế hoa. Đưa bánh gạo nếp muội thích ăn nhất cho Mẫn Ngôn đi. Sao vậy? Linh Lung! Linh Lung! Linh Lung tỷ, sao vậy? Linh Lung, đừng động vào ta. Toàn Cơ, ta muốn ở một mình. Muội ra ngoài trước đi. Linh Lung, muội nghe ta. Ta xin muội để ta ở một mình một lúc. Muội đi trước đi. Linh Lung! Linh Lung! Lục sư huynh rất nhớ tỷ. Huynh ấy cũng rất muốn gặp tỷ. Linh Lung, tỷ đừng như vậy. Linh Lung! Ta xin muội để ta một mình. Ta đang tự hỏi, bao nhiêu điểm tâm tên mặt trắng Vũ Tư Phượng đó làm biến đi đâu hết rồi, thì ra là ở đây. Ai vậy? Lão Tử là thần quân, các ngươi ở đây gặp ta đều phải tham kiến, ngươi đừng có nói. Có người trộm đồ, người đâu có người trộm? Ngươi đừng gào nữa, ngươi đừng gọi con nhỏ thối tha đó qua đây. May mà ngươi chưa gọi cô ta qua. Ngươi gọi cô ta đến đây thì phiền phức lớn rồi. Cằn nhằn nửa ngày, ngươi chính là tỷ tỷ của con nhỏ thối tha đó nhỉ? Đúng là nguyên thần của ngươi đều là do lão tử giúp ngươi tìm lại. Ăn hai miếng bánh quế hoa của ngươi thì làm sao? Đổ nhỏ mọn. Xin lỗi, ta không ăn nữa. Ta trả lại ngươi hết được không? Ngươi đừng khóc nữa, ta không ăn nữa, không ăn nữa. Ngươi nói xem, tỷ tỷ như ngươi sao vô dụng vậy? Còn chưa động vào đã khóc rồi. Chỉ là chuyện nhỏ thế thôi mà. Ngươi có biết có những người mạo hiểm cả sinh mệnh, đánh cược tính mạng còn phải chịu hết mọi tủi nhục, tìm lại nguyên thần về cho ngươi không? Ngươi khóc ở đây, nước mắt của hắn phải chảy thành biển rồi. Ngươi đừng khóc nữa. Lão tử phải đi rồi. Ngươi đồng ý với ta trước. Chút nữa sau khi ta giải pháp thuật trên người ngươi, ngươi không được gào. Nếu ngươi đồng ý thì ngươi chớp mắt hai cái. Được. Nếu như sau khi ta giải pháp thuật cho ngươi, ngươi còn gào, lão tử sẽ biến ra ngọn lửa đốt hết tóc ngươi luôn đấy, để ngươi cả đời làm một người chọc đầu. Được. Vậy ta đi đây. Đợi đã. Ngươi muốn nuốt lời? Vừa rồi ngươi nói có người liều chết cứu ta, người đó chính là Mẫn Ngôn hả? Hội Toàn Cơ đều không nói với ta tại sao, có phải ngươi biết không? Ngươi nói cho ta biết đi. Ta biết một chút.
chính là Trung Mẫn Ngôn đó. Vì lấy nguyên thần của ngươi về, đã đến cái gì đó đường làm nội gián rồi. Nội gián? Hình như hắn làm nội gián cũng bị người ta lừa. Để tên xấu xa đó tin hắn, hắn còn phải giết người nữa. Giết người? Người nào? Chính là cái gì đó của con nhỏ thối tha đó, là nhị sư huynh. Chết thảm lắm, bị hạ độc chết. Ô Đồng ca ca bảo ta mang cho ngươi, ăn chút gì đi. Ăn đi. Ngon không? Ngươi sao thế? Lục sư huynh, Toàn Cơ, Tư Phượng, Lục sư huynh, muội mang đồ ăn cho huynh. Linh Lung đâu? Muội ấy phải thôi. Nếu đổi lại là ta, cũng không muốn để ý người thế này. Mẫn Ngôn, huynh đừng nghĩ linh tinh. Linh Lung, cô ấy rất lo lắng cho huynh. Đúng thế, Lục sư huynh. Tỷ tỷ rất lo lắng cho huynh. Tỷ ấy... Bây giờ tỷ ấy có chút việc, ta hiểu. Linh Lung, từ trước tới nay muội ấy đều ghét kẻ xấu. Ta phạm sai lầm lớn, không có tư cách xin muội ấy tha thứ. Chỉ là ta không hối hận. Nếu như được làm lại lần nữa, ta vẫn sẽ chọn lựa như vậy. Chỉ cần có thể cứu được Linh Lung, ta bằng lòng làm mọi thứ. Người duy nhất ta có lỗi là nhị sư huynh. Chuyện của nhị sư huynh thực sự là huynh làm sao? Phải, ta thấy hổ thẹn với huynh ấy. Phần quà nhị sư huynh là do mỹ nhân Linh Lung của ta tự tay chuẩn bị đấy. Ta? Tư Phượng, Toàn Cơ,
có vài lời. Mọi người nói với Linh Lung giúp ta được không? Thay ta nói với muội ấy, lời yêu thương mà ta từng nói với muội ấy đều là giả, không có giá trị gì nữa. Ta phạm tội lớn, không còn tư cách thích muội ấy nữa. Nói với muội ấy để muội ấy không phải khó xử. Chỉ là những ngày tháng sau này, ta không thể ở cạnh muội ấy được nữa. Bảo muội ấy phải tự chăm sóc tốt. Nếu sau này gặp được người muội ấy thích, thì mọi người nhớ khuyên muội ấy đừng có hơi tí là nổi cáu nữa. Nếu không, người không hiểu muội ấy sẽ hiểu nhầm là muội ấy không tốt. Như vậy ta sẽ đau lòng. Ta chỉ hy vọng sau này Linh Lung sẽ luôn vui vẻ. Vậy là đủ rồi. Sao ngươi lại khóc ở đây? Đã đến rồi thì vào mà thăm. Ngươi ngại thì ta vào đó gọi bọn họ ra giúp cho. Đừng đi. Ta có lỗi với tiểu lục tử. Lúc ở thiên cư đường, ta đã làm nhiều chuyện xấu. Ta... Nếu không phải vì cứu ta, huynh ấy sẽ không mắc bẫy, sẽ không bị hiểu lầm. Ta có lỗi với huynh ấy. Chẳng thể hiểu nổi người phàm các ngươi. Truyền lệnh của trưởng môn gọi Trung Mẫn Ngôn đến. Các ngươi muốn dẫn Lục sư huynh đi đâu? Toàn cơ sư tỷ, sư phụ bảo dẫn Lục sư huynh đi tra hỏi.